Ngân hàng Thế giới World Bank cảnh báo giá năng lượng và các kim loại quan trọng khó có thể là động lực giúp lạm phát hạ nhiệt trong những năm tới. WB chỉ ra kịch bản tồi tệ nhất nếu như xung đột ở Trung Đông leo thang của World Bank ảnh hưởng tới giá dầu, lạm phát gia tăng khiến các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Indermeet Green, nhà kinh tế trưởng của World Bank cho biết, lạm phát toàn cầu vẫn chưa bị đánh bại, đà suy giảm của giá hàng hóa, động lực quan trọng để hạ nhiệt lạm phát về cơ bản đã dừng lại. Điều đó có nghĩa là lãi suất trên khắp thế giới có thể vẫn cao hơn dự kiến trong năm nay và cả năm tới.